Xin chào các bác nhé. Hiện tại đây là cái lồng chim mà em vừa mới đi giao cho khách các bạn. Cái đàn này là được gần 10 ngày rồi các bạn. Và cái đàn kia là được hơn 1 tháng nhé các bác nhé. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các bác là phân biệt chim chỉ xanh và chim chỉ đỏ nhé các bác nhé. Đây là hai lồng nuôi riêng biệt các bạn. Cái lồng này thì nó bé hơn này, lồng kia thì nó to hơn này. Thì các bác để ý này, đây là chim chỉ xanh nhé các bác nhé. Chim chỉ xanh thì nó có cái màu lông nó đen như này các bạn. Bởi vì các bác nhìn cái thời tiết bây giờ bây giờ em quay lên trên trời các bác nhìn này. Thời tiết bây giờ nó cứ râm râm ấy. Râm râm. Nhưng mà nó cũng ấm ấm các bạn. Hiện tại thì đối với cái lồng này thì khách thì người ta bê ra ngoài ngoài trời các bác ạ. Để cho chim sưởi nắng ấy. Nắng ấm ấm đấy các bạn. Nói chung là không phải đốt điện. Còn phía dưới là các bác để ý này, cái chỗ nước uống thì có cho ít đá vào nhé các bác nhé, để cho chim nó đỡ bị ướt lông của nó ấy. Còn phía này thì các bác này, đây là cám nhá, cám mảnh cho gà để chữa gà mới đẻ ấy. Gà mới cái chim mới nở đấy. Với lại cái rau kia là rau ngót các bạn, rau ngót nhá. Còn lồng bên này các bác nhé, đây là chim chỉ đỏ các bác nhá, màu lông nó khác nhau hoàn toàn này. Còn các bác nhìn này, trong cái máng ăn của nó gồm có cám và rau ngót các bác ạ. Chim thức ăn của chim thì gồm có cám này các bạn, còn rau thì có rau ngót, rau muống, rau cải, bắp cải nha các bác, cây chuối thái băm ra, thái nhỏ băm ra nhé các bác nhá, cho vào nhá. Nhưng mà chim mà được ăn rau muống, rau ngót thì quá là tuyệt vời luôn rồi các bạn. Khi cái đàn chim mà nó được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng nhé các bác nhá, thì nó sẽ chim sẽ khỏe hơn này, màu lông cũng sẽ đẹp hơn này, mượt hơn này các bác nhá. Nói chung là nuôi chim đơn giản các bạn. Đây là khách người ta chưa chuẩn bị được chuồng các bác, người ta cho vào cái lồng như này này. Nhưng mà về sau các bạn, vì chim càng lớn ra, chim càng lớn thì nó đòi hỏi là cái diện tích nó sống nó cũng phải thoải mái nhé các bạn. Đặc biệt là những cái như này này, những cái con hơn tháng như này này. Thì cái này mà mình thả vào cái chỗ mà nó có cát các bạn, để cho chim nó còn bới cát, tắm cát đấy, bới lông ấy. Đấy. Chứ mình nuôi như này là chỉ tạm thời thôi các bạn. Vì là mới giao cho khách mà. Để quay lại cái chuồng chỉ xanh một tí các bạn. Chim rất là khỏe mạnh các bạn. Đây, khách cho ăn rau ngót này. Bên này này các bạn. Mới lúc này mới cho một nắm rau ngót vào, bây giờ nó đã chiến hết rồi các bạn. Rất là đơn giản nuôi chim. Ít bệnh tật mà giá trị nó lại cao các bạn. Kia là một miếng cá các bạn. Khách có cho một ít cá vào nhưng mà cá này chắc phải bỏ hết xương rồi đấy. Cá này nó chín rồi đấy các bạn. Cho vào chim ăn này. Các bạn thấy không? Đây là cá này, cá nấu chín nha các bác nhá. Các bác nhìn này, có con nó ăn to không?
các bác cho ăn cá này, cho ăn giun này thì không phải nghĩ luôn rồi các bác ạ. Về khách thì như nhà khách đây đây là người ta chưa có giun quế các bác. Các bác mà cho giun quế với lại cá với lại rau này nó ăn rồi thì không phải nghĩ luôn rồi các bác ạ. Nhìn nó ăn này. Nhìn con này tham ăn không bác? Các bác thấy nuôi đơn giản không? Thức ăn của nó ăn rau này. Nói chung là mình cho chim ăn cái đồ chín thì cho nó ấy là đảm bảo các bác ạ, như giun quế thì thoải mái luôn. Cá thì em chưa cho ăn sống nhưng mà ăn chín thì thoải mái nhé các bác nhé. Đây, nhìn màu lông này các bác này. Rất là đẹp. Quay lại cái đàn này cho các bác xem. Nhìn nó ăn từng miếng to, nhìn thích kết luôn các bác ạ. Cho miếng cá nào vào là nó chiến luôn hết các bác ạ. Rất là thích ăn các bạn. Các mốt muốn lấy giống thì cứ alo em nhé. Còn các bác muốn tham quan trang trại thì có thể đến theo địa chỉ trại giống Hòa Bình, xã Ngoài Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Hoặc các bác liên hệ qua số điện thoại 0837655017 để được tư vấn nhé các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo.